Quốc à, cắt tóc để anh xách cho. Sao anh quen làm mấy việc nặng nhọc này mà? Thôi đi, anh Tết có dặn là anh Dũng ở bên ngoài mà. Ra ngoài á, phải từ cơ ứng biến đó. Anh Thay à, em nghĩ bên ngoài các em với thằng mắt lớn đã xong rồi. Anh giống là người không đạo nghĩa sao? Vậy được. Thôi đó, đừng có nói chuyện mày bạn nha. Tôi không thích nói nhiều mà. Mới gì à? Có cần tôi đi coi thử không? Phải cả. Đăng Gia Dũng, Lâm Đình Quốc, tôi thay mặt cho anh Tế tới đây. Tôi đã hẹn với Lý Văn Tế mà, sao anh không tới đây vậy? Xin lỗi nha, tại vì anh Tế không được khỏe. Anh Tế thức dậy bị cảm lạnh, vừa ói vừa mửa. Bị tôi tới nói xin lỗi. Nếu Tiếu Quân có gì căn dặn, nói với tôi cũng vậy thôi. À, ba người cũng được mà. Tiền đem tới chưa? Ừ, đem tới rồi, đây nè. Nhưng mà anh Tiếu đã hứa, tới giờ là không tới, vậy nghĩa là không tôn trọng tôi chứ gì. Chuyện giao dịch này phải gác lại. Chúng tôi đã đem tiền tới đây, Tiếu Quân làm như vậy nghĩa là trở miệng thôi chứ. Anh không có tư cách nói chuyện với tôi được. Tôi qua bệnh giúp vết thư cho anh đem về. Lý Văn Tế đọc xong sẽ hiểu mà. Vậy lý gì? Mày là Quốc à? Ê, người một nhà, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Oh.
Thầy Dũng. Thế đợi biểu anh đừng có đi vào, mà anh vẫn cứ đi vào, còn phải dành cặp tắp nữa. Thôi được, cả đám bị thương rồi, anh vui lòng chứ? Thằng Quốc không biết không sống hay không. Suốt đời cái gì vậy, làm phách quá. Muốn bị dương bản thân, danh lập công. Cả tánh này sớm muộn sẽ làm hư việc thôi. Mày mà không sửa đổi, chỗ này không có chuẩn của mày đâu. Bác sĩ sao hả? Dạ. Có lẽ không sao, đã qua thời kỳ. Cảm ơn. Anh Tê, anh giao cặp tắt cho tôi không làm mất. Tôi biết. Bác sĩ nói anh sức khỏe khá lắm, sẽ là lại mất thôi. Năm năm trước tôi bị trúng hai phát ở đây, bây giờ vẫn sống nhăn răng thôi. Lúc anh bị trúng đạn đã nghĩ tới việc này không? Tôi nghĩ là tôi chưa có ngủ với đàn bà, nếu như chết đi thì thật là ổn. Cảm ơn. Ai thưa ông, ở đây phải tắt cà vạt, mặc áo vest mới được đi vào đi. Lấy cà vạt cho tôi. Nhưng mà... Lấy cà vạt cho tôi à. Ây dạ. Vậy có được chưa?
Hắn là con cho đi được. Nghĩ cách lôi nó ra đi. Ông chủ, mời vào. Mời. Ê. Chú Phạm có khỏe chút nào gì? Thế à, nguy hiểm như vậy không cần tới thăm tôi đâu. Nhãn hiệu này chưa thích nhất đó. Hèn gì chứ vào tới cửa tôi đã ngửi được mùi rồi. Nhưng mà y tá chỗ này dữ lắm, không cho tôi hút đâu. Có thiệt không vậy? Tại sao lại nghe lời đồng bào quá vậy? À, không buồn điếu đi. Tôi tính đau quá lắm, không ngờ tới giờ mà bị dục như vậy. Chuyện gì? À, cảm ơn. Anh có biết bệnh nhân không thể hút thuốc không hả? Mạch máu của ông có hiện tượng bế tắc, có lẽ sẽ bị ngưng mạch máu đó. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Cô y tá, vậy này là ông chủ lớn của chúng tôi đó. Ồ, ông chủ lớn hả? Ông có biết là ông không thể bị kích thích không hả? Vậy em còn đưa cả hộp xì gà cho ông hút, lại khiến cho ông khóc lóc thảm thương nữa, bọn muốn hại chết ông sao? Đừng có tái phạm nữa nha. Cô y tá này là em họ của mà anh Hùng chứ? Có thể tình bày được gì? Còn chơi chung với thằng Dũng và thằng Quốc đó mà. Bạn gái của thằng Dũng hả? Bạn thường thôi. Xe hít ba cứ lạc qua lạc lại trên đầu xe đó. Không tin hả? Lại cho anh coi nha. Tin. Lại đi. Thử cho anh coi mà. Thử coi nha. Để có chết mắt đó. Hey, bỏ tao nè.
Chủ nói em thích ảnh mà. Là bà xạo hả? Em không có thích ảnh đâu. Cứ lợi dụng hoài. Nói chuyện thì ưa bà xạo. Ý như là hát cái lương vậy. Anh tưởng anh đẹp trai lắm. Cứ cười hoài. Thật ra em biết con người của ảnh mà. Ngoài mặt thì cười. Thật ra nham hiểm lắm đó. Sao nói coi y tá tới mà chưa tới sao? Nàng tới đó. Con gái phải tốn thời gian để trang điểm mà. Phải gặp anh Tế mà. Mới sẹo rồi. Anh Tế à, cảm ơn anh mấy năm nay đã coi trọng thằng quốc gia thằng Dũng. Lại mướn luôn con trâu làm quản gia cho nhà anh. Khiến cho cả nhà chúng tôi được sống yên ổn. Đi đi. Em Linh à, sao trễ quá vậy? Giờ mới tăng sở thôi mà. Chào. Anh Tế đang chờ em đó. Anh Tế nói hôm nay bất cứ giá nào cũng mời được em tới. Anh đang có hát ở bên đó. Anh Tế à, anh Tế, anh còn nhớ cô y tá đó không? Cô cứ năn nỉ biểu tôi dẫn cô tới gặp anh. Ở đâu vậy? Đứng bên kia nói chuyện thôi mà. Hôm nay có nhiều đại ca cùng tới. Tôi có điện thoại đi hỏi thì ra họ đã tới chùa Lão Đại để họp. Họ hợp sức là để chống đối anh, ép anh phải giao ra chú Phạm. Nghe nói đã tìm ra Hồng Gia đứng ra nữa rồi. Mình đi họp à? Dạ. Chú Lỗ Đại câu kết các anh em, mời Hồng Gia đứng ra hẹn tôi ngày mai tới nhà Hồng Gia để họp. Nghĩ sao? Chắc là định ngày mai cả đám người công thẩm tôi chứ gì? Nếu cần thiết thì hy sinh chú Phạm đi. Anh thiệt ngu ngốc quá, người ta đông người là anh bỏ chạy sao? Đứng ra thanh toán, quan trọng nhất là họ thử có lý lẽ không? Nếu có thì đứng dưỡng. Nếu ý đông người mà làm bậy bạ, cùng lắm là quyết chiến một phen thôi. Thôi được.
tôi làm tiểu nhân. Hồng gia, vua Á Phiện của Thái Lan có mối thù sâu nặng với Phạm Thiết Đầu, đã bỏ ra quê hồn 500.000 để thủ tiêu hắn, còn bắt chúng tôi phải giao người. Nếu như không thì sẽ cắt đứt đường chỉ kẹt của Hồng Kông. Bây giờ Phạm Thiết Đầu bị anh tế của chúng tôi giấu lại, chúng tôi đi xin anh tế cứu mạng. Hắn thì không nghiêm trọng như vậy chứ hả? Nếu như bị đứt đường xì ke thì anh em của tôi đâu có cơm ăn nữa, vậy làm sao đây? Có phải anh tới mở kho gạo phát gạo không hả? Nếu như không bị kim đâm vào mình thì đâu có biết đâu. Anh Tế đã nổi tiếng là không buông xì ke mà, phải không hả? Mấy chuyến làm ăn của tôi ở bên Thái Lan bây giờ cũng ngưng rồi. Anh Tế đừng có buồn nha, mối làm ăn nhỏ này dĩ nhiên là không ở trong mất rồi. Anh đâu có thể nói vậy, buôn bán tiếp đồng đó đối với chúng tôi rất quan trọng. Vậy là phải mời Hồng Gia ra nói vài lời công đạo rồi. Phải chờ Hồng Gia nói chuyện rồi anh Tế mới chịu nghe lời mà thôi. Tế à, là lỗi của cậu đó. Tôi có lỗi? Cho tới ngày hôm nay tôi không chịu nhượng bộ là vì cái gì? Là vì chú Phạm cứu ông già tôi. Còn nữa, trong những năm mà tôi bị kẹt nhất, chú Phạm rất trọng đồng nghĩa, đã ủng hộ tôi vô điều kiện. Thôi được, hôm nay ông bị ép tới đường cùng, ông tin cậy tôi mới giao tính mạng cho tôi. Nếu như giao ông ra, Lý Văn Tế còn là người sao? Từ nay tôi còn mặt mũi gì nhìn lại ông qua công chứ? Ừ, đúng, đúng. Nói đạo nghĩa là đúng. Nói việc làm ăn, các anh là tay mua, bên Thái là tay bán. Nếu đứt đi đường dây Hồng Kông, nó còn thê thảm hơn các người nữa. Tự hỏi còn chống được bao lâu chứ? Các anh đâu có lý do nào bị nói uy hiếp được. Chú lão đại có quan quán cá nhân với tôi, cho nên anh đã không ngừng dèm pha chúng tôi. Tôi nể mặt Hồng Gia, tôi không chấp nhất với anh. Nhưng mà từ nay nếu ai đụng tới chú Phạm, tôi xin đứng lên thề trước mặt Hoa Công, tôi nhất định lấy mạng của nó. Anh ơi, em đừng gây nữa mà, để tôi chủ trì công đạo nha. Chúng mình quan trọng nhất là phải đồng lòng. Thằng Tế nó nói đạo nghĩa là đúng đó mà. Các anh em làm ăn kiếm tiền cũng là đúng đó mà. Của mẹ nó, không biết là nó bên bên nào. Anh Tê, vừa rồi anh thật là oai phong, lời nói của anh thật là khiến cho họ đứng lên để chào anh đó. Mai này tao thì phải siêng năng đeo học nghề của anh Tê. Cô Linh á, vừa nghe nhắc tới anh đã cười miếng chi rồi. Ông Mai này á nhất định thành công chứ. Anh nói xong chưa vậy? Vậy rồi tôi đang nói chuyện, anh xen vào nói gì? Tôi nói giúp tôi mà. Anh nói làm ăn cũng quan trọng lắm, vậy lấy gì? Có phải muốn nói tính mạng của chú Phạm không quan trọng à? Trong trường hợp như vậy mà anh nói những lời trái với tôi, để người ta tưởng người bên cạnh tôi không đồng lòng với tôi, như vậy là người ta dám đứng ra chờ tôi. Không nghiêm trọng vậy chứ. Còn cãi này hả? Anh cứ lo bị đến tội vô ích thôi. Lần trước tôi đã nói cho anh biết, anh không những không sửa đổi mà còn làm thêm à. Bắt đầu từ ngày mai anh vào Thượng Thủy coi các quán bar ở trong đó, không có chuyện đừng ra gặp tôi. Bà uống hết chai này thôi, đừng uống nữa đó nha. Nè, uống ly trà đi. Hả? Uống đi. Cố tình lấy trà thơm pha cho anh uống đó. Nhìn cái gì? Tôi đang thưởng thức thành tích của anh, lại bị trúng đạn hả? Nếu như bị trúng đạn thì còn mắc đuôi rồi. Đánh anh bị thương thôi. Tôi còn tưởng là sự tích anh hùng gì. Nhưng mà nhắc tới mới nói nhè, nếu không phải vì lần trước đi thu tiền bị rung tay nên không bắt xì lên mặt của anh Tê, bây giờ tôi có thể vào sanh ra tử với anh rồi. Này, cái vụ ở Macau tôi nhất định đừng coi nhầm gặp sách anh mà. Làm gì có vụ quay lấy chứ.
uống ly trà đi. Anh này rút à? Nếu địa vị bây giờ của anh nói một tiếng anh tế cho tôi, cho tôi thêm một cơ hội đi. Nè, bây giờ tôi đã khác xưa rồi, hết bệnh mũi rồi, gan một lông mà. Lần trước à, tôi đi ba te cho chân thưởng đó. Hả? Anh Hùng hả? Đã lâu không gặp rồi. Sao đây? Giờ anh này có còn cài lâm và còn gì không ạ? Sao nhỏ nhặt quá vậy? Mà chơi danh thôi. Tôi có chuyện bàn với thằng em của tôi. Quốc à, vô đây. Ba, mạnh chứ? Ừ. Anh là thật thảm. Vô thường thủy ba tuần lễ, ngày nào cũng đi đập cứt bò. Anh thà bị đổi đi lãnh điền cổ đeo cổ làm ma cho rồi. Anh hai à, anh đừng có như vậy mà. Tạm thời như vậy thôi. Dạ hôm nữa đã cho anh thế, anh bớt giận rồi. Em sẽ xin giùm cho anh mà, biết đâu anh sẽ đổi anh ra ngoài này. Vô ích thôi. Anh có thành kiến với anh mà. Không phải đâu, con người của anh tới không phải như vậy đâu à. Dĩ nhiên là em binh cho anh rồi, anh thương em lắm mà. Với ai cũng vậy thôi. Nói thiệt nha, Quốc à. Quốc, mình là hai anh em ruột. Nếu như mai nào anh có chuyện gì với Lý Giang Tế và trở mặt, em sẽ giúp ai? Em nghĩ không nghiêm trọng như vậy chứ. Vậy nghĩa là em giúp ảnh. Em đâu có nói vậy chứ. Vậy thì giúp anh đi. Anh hai à? Người nhà mà, không cần nói nữa. Trong này có 250 ngàn. Cảm ơn ông. Ê, chào Ron. À, ra vừa cách xếp đó. Đồ tốt đó nha. Tặng cho anh. Hả? À, tôi vô coi chú Phạm nha. Bạn, cảm ơn anh lắm nha. Khiến cho tôi khôi phục tự tin, dưỡng lại hùng phong. Tôi giúp được chú cái gì? Cậu đem mấy cuốn sách này khiến cho tôi phấn khởi. Phấn khởi lắm. Tôi bị bệnh bấy lâu nay chưa hề thấy phấn khởi quá. Tôi tưởng là hết trời rồi. Đã trước nha, con có phải phấn khởi không? Thôi nhỏ này, để chú cho cậu biết lợi hại gì à? Coi chừng hết hồn nha. Anh Bàn, sợ chưa à? Thank you.
Anh Tê. Alo. Alo hả? Phải. Không, tôi muốn điều tra coi hộ khẩu cá nhân của Đặng Gia Dũng thôi. Biết tôi biết tôi. Tôi biết không hợp lệ. Nhưng mà tôi sẽ giữ bí mật mà. Được. Tôi chờ điện thoại của anh. Anh Tê à, lần này chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Các anh chưa biết tin buồn sao? Chú Phạm đó bị người ta giết rồi. Anh biết tin này lúc nào vậy? Vừa rồi tôi lái xe ra vô có loan tin tức mà. Tôi cũng có nghe. Nhưng mà không nhắc tới tin hồi và địa điểm cái chết mà. Đoán cũng đoán ra được mà. Alo. Tôi đây. Tôi biết. Cảm ơn. Anh lại giết chú Phạm. Tôi giết. Anh Tê. Bây giờ cả phố đều muốn lấy mạng của chú Phạm. Anh lại đổ tội cho tôi. Tôi xin lỗi nói thẳng nha. Anh có thành kiến với tôi. Là sinh hán để trả 500.000 thủ tiêu chú Phạm. Theo quy củ lấy 1/3 trước. Nhưng mà với cá tính của anh thì phải lấy trước 1/2. Tôi có kiểm tra ngân hàng của anh. Hôm trước anh có nhập vào 250.000. Nếu như anh không nhận tôi sẽ bắn bỏ đi ngay. Phải. Do tôi làm. Nhưng mà tôi làm vậy không phải vì tiền. Tiền tôi có thể đem ra chia hết cho anh em. Tôi làm như vậy là vì anh mà thôi. Ngày nào chú Phạm chi tiết người đó vẫn không được giải quyết. Vì vậy cho nên tôi chịu cực kỳ khó đứng ra làm tiểu nhân. Bây giờ anh đã được giải quyết mọi chuyện rồi. Phải không? Anh Tê. Anh hãy nói câu thật lòng. Tôi có làm lỗi không? Tôi không muốn nghe nói láo nữa. Anh Tê. Lục rồi. Còn chờ gì nữa? Chờ lát đi. Anh Tê. Nếu anh chỉ cần anh chỉ cần trước đi. Chỗ này không có chuyện của mày, mày nói rồi. Tao đã thể trước mặt quan công. Ai mà đụng tới chứ bạn, tao sẽ giết người đó ngay. Tôi biết. Tôi biết là anh có lỗi. Nhưng mà giới quan hệ của chúng tôi không thể để anh bị người ta bắn chết như vậy. Anh dạy. Anh dạy tôi phải nói làm sao với các chú. Nói là anh định mất quýt. Tôi không thể gặp mặt tôi. Thằng Dũng đã bắt ghẻ tao gì vậy? Tao không giết nó. Mày này tao làm sao nói với anh này. Mày dạy tao đi. Mày nghĩ coi, người này đáng cho mày giúp không? Đó. Mắt lớn không thích ngồi chỗ của tao đâu. Chỗ của tao định là cho mày ngồi. Nếu như mày phải xen vào, tao sẽ giết luôn mày. Anh hiểu ra tính của tôi. Tôi nhất định đứng bên anh. Hai bài cút khỏi đây. Đừng nói không muốn gặp tụi ai nữa. Đi. Anh Tê. Tôi có lỗi với anh. Sau này đến anh cặp với tôi. Anh cứ căn dặn đi. Hello.
Tôi rất thưởng thức hai anh em của anh, muốn mời hai anh em gia nhập vào công ty của tôi. Anh à, là anh hẹn ông tới đây. Càng lên trước đi. Tôi đã định như vậy. Cá ngựa bên ngoài sẽ giao cho hai anh. Hai anh chiếm 3 phần. Như vậy mỗi người một mùa sẽ được 300-400 ngàn giờ tôi. Phải không? Tôi không quay đầu trở lại đánh anh tế đâu. Tôi đã quyết định làm ngày đàng hoàng rồi. Anh à, mình đi đi. Quốc ơi, đứng lại. Có được sao? Dân gì phải làm nghề đó mà. Làm đêm một ngày là suốt đời làm đêm. Phải vậy không? Thái độ như vậy nghĩa là vẫn không phục tôi. Vậy rõ ràng là muốn chống đối với tôi. Ê, anh thật là quá đáng. Từ nhỏ tới lớn, có lần nào em không nhường anh chứ? Có lần nào em bị người ta đánh phải vậy chứ? Vì cứu anh, em phải bật lại cái lương tạm để cứu anh. Em có lỗi gì anh? Em thà là phải chết chung với anh. Bây giờ anh bán rẻ em như vậy, anh còn là người là sao chứ? Em đừng có lớn tiếng như vậy được không? Anh này nhìn đủ rồi. Em đừng tưởng anh được làm quản lý gì ta. Sao anh làm cái này, làm cái nọ, đi quần đi giác. Anh là anh hân của em, không phải đàn bà đâu. Còn nữa, anh nhớ từ con Linh cho anh ta. Em là nói là anh ma cô. Bây giờ còn xí nhục anh trước mặt mọi người như vậy, có coi thằng này là anh hai không? Em cũng muốn bạn lộ phải tay của anh để chúng ta trước mặt mọi người. Hôm nay nếu mình bước ra khỏi cửa, có lẽ em bỏ mạng. Anh Hạ, anh suy nghĩ kỹ. Anh không ra ngoài với em là mình hết anh em. Nói thiệt nha, tôi đã sớm biết thằng Dũng này mắc dịch rồi. Nè, tôi còn nhớ mà cái ngày mà anh Tế đuổi tôi đi, anh còn đập thêm tôi mấy đạp đó, đi nói xấu tôi, nói tôi là rụt rè nhát gan. Còn nữa nha, có lần tôi ác xì, anh đã cười tôi mấy năm đó. Chạy mau đi, thằng Dũng đang lại đây đó, chạy đi mà, nấp trong mà phải đi, không nghe tao gọi đừng có bước xuống nghe, biết không? Mặc anh hồn. Chuyện gì đó anh Dũng? Mời vô ngồi. Không được khỏe sao? Thấy ai bị sốt thôi. Tôi thấy anh không được khỏe cho nên tới thăm anh. Sao tay lạnh quá vậy? Hả?
Anh thấy tôi cầm túi nước đá sao? Lạnh là phải mà. Bố anh bị bệnh, bạn gái không tới thăm anh sao? Không có, còn đi Macau rồi. Khuya vậy không ngủ, còn có người tới chơi sao? Không có. Không có? Tại sao trong nhà bếp có hai cái chén, hai đôi đũa vậy? Hả? Hả? Có phải chỉ trách thằng Quốc không? Tôi không biết anh nói gì. Tôi ở chỉ có một mình thôi. Nghĩ nhân cách chạy ba bữa mới rửa chén một lần chứ. Có gì là lạ đâu. Thông minh, anh thông minh hơn trước nhiều. Lúc gấp rút như vậy mà không thấy cả lầm, cá xì cũng không có nữa. Dở thiệt. Ở đâu nó mau? Nó mau lên! Quốc ở đâu? Tôi không biết. Họ cho mày 3 cơ hội. Ở đâu? Tôi không biết mà. Ở đâu? Ở đâu? Nó! Chúng ta phải nói đạo mẹ. Quan trọng nhất là kiếm tiền mà. Nói đánh nói chém giỏi thôi à. Nè, bắt tay đi. Bà ăn quán gì thì xóa bỏ hết ngay. Không vậy. Nếu như có người trở mặt thì làm sao? Ai mà không giữ lời hứa thì bảo đảm nó không có chỗ đứng ở Hồng Kông này. Đợi phi tôi là chết rồi. Anh Tê, thằng Dũng đã làm ra chuyện này. Em nghĩ em còn làm việc trong nhà của anh không tiện lắm đâu. Khờ quá, không liên can tới em à. Thực ra cũng không liên can tới thằng Quốc được. Nếu như cả em cũng đi luôn thì ai chăm sóc nhà này cho anh chứ? Em thì quan trọng như vậy sao? Anh thì anh muốn bé à, bánh hoa ăn nè. Em được ở bên cạnh hầu hạ anh, em đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy thì tốt quá. Bánh bông lan nè, em cứ ý làm cho anh ăn đó. Giỏi vậy sao? Thơm quá. Quay Châu à, qua đây ăn bánh đi. Qua đây ăn đi. À, tới liền. Thank you.
tới ngay. Chúc mừng anh Linh nữa. Bây giờ mình là bà con rồi. Tôi thấy anh hiền lắm đó anh Tê. Lúc xưa tôi nhìn lầm anh, bây giờ tôi mới biết anh có đạo nghĩa và có gan gì được cứu lại tôi, tính mạng của thần quốc. Anh là bạn của tôi, mày mốt quay giúp tôi nha. Anh Tê à, là mối của tôi hết bệnh rồi. See you again. Bye bye. Chào anh. Hả? Anh Tế nó coi trọng tôi rồi. Anh Tế nó coi trọng tôi rồi. Một chuyện là chuyện mừng, một chuyện là chuyện buồn đó tôi lão đại. Cả hai đều là chuyện buồn. Tôi quyết định trong ngày cưới của Lý Dân Tế thủ tiêu nó trong trụ sở công cộng. Hắn nhất định không ngờ đâu. Điện thoại qua bên Mã Lã đi. Dạ. Yeah. Kêu thằng Pháo Khờ kiếm cho mình hai tên sát thủ, lo cho xong. Sớm muộn sẽ có ngày tôi đổi ra mà. Chừng đó tôi sẽ đến tay chồng anh đó. Hôm nay tôi đám cưới anh tới nói chuyện này với tôi sao? Tôi phải chọn ngày này để nói. Ít ra anh không dám đụng tới tôi mà.
qua đây gặp bạn của em đi. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn các chị tới dự. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Cắn đi! Cắn đi! Cắn đi!
Cảnh Liên hả? Thả con ra! Mày đừng bắn nha! Mày báo tạo cho chính phủ nha! Bỏ xuống trước! Bỏ xuống trước nghe không? Bỏ xuống trước! Đưa xuống qua! Đưa xuống qua đây! Bỏ xuống trước mau! Mày tưởng tao không dám giết cậu sao? Điều này anh không biết sao, là sẽ làm cảnh sát. Anh Tế à, tôi phải đề cử anh phải lấy bằng khen người công nhân tốt. Lý Văn Tế, anh đừng có chết sớm nha. Tôi có thể rồi đó, sớm muộn tôi phải giết tay chồng anh đó. Anh Tế, thằng Hùng không xong rồi. Có chuyện nói gì mà anh? Dạ. Suốt đời thì chưa hề thấy ai dũng cảm với anh gì. Anh là một người có đạo nghĩa, anh là cứu sống chúng tôi sẽ ghi nhớ gì gì. Thiệt? Thiệt sao? Thiệt mà. À.